Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bổ sung quy định các hành vi bị cấm và các chế tài liên quan đến tránh gian lận thuế VAT. Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu khi cho ý kiến tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo luật thuế giá trị gia tăng VAT sửa đổi chiều 23 tháng 4. Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua phát sinh nhiều trường hợp gian lận hóa đơn chứng từ, khấu trừ, hoàn thuế VAT, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt thuế này. Luật quản lý thuế năm 2019 đã có quy định về hành vi bị cấm, nhưng thuế VAT có tính chất đặc thù. Vì thế, khi sửa luật này, Chủ tịch Quốc hội nói cần bổ sung các quy định tương tự. Cụ thể, ông cho rằng dự thảo luật thuế VAT sửa đổi có thể bổ sung các hành vi vi phạm chưa được cụ thể trong luật quản lý thuế, như gian lận hóa đơn chứng từ, khai khống hóa đơn VAT, lập cơ sở kinh doanh để bán hóa đơn VAT bất hợp pháp, chuyển giá. Thực tế, qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện nhiều trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT. Thủ đoạn, hành vi của các đối tượng gian lận chủ yếu xảy ra tại khâu trung gian mua bán hàng hóa hoặc trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Vài năm qua, nhiều đường dây mua bán hóa đơn VAT hàng nghìn tỷ đồng được các cơ quan công an điều tra, khởi tố. Gần nhất hồi tháng 1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn VAT hơn 1.200 tỷ đồng. Tình trạng gian lận trốn thuế VAT khá phổ biến. Ông Vũ Hồng Thành, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nêu quan điểm. Ông đề nghị xem lại nguyên nhân là do quy định hay do tổ chức thực thi. Theo ông, chính phủ cần có đánh giá để bổ sung điều cấm, chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế này nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực thi luật. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho rằng cần bổ sung quy định chung về hành vi bị cấm bởi luật quản lý thuế năm 2019 chưa phủ hết. Vừa rồi thực trạng mua bán hóa đơn lòng vòng rồi vi phạm thời gian nộp thuế, khai khống hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt thuế, nhiều hành vi xuất phát từ thuế VAT. Ông Cường dẫn chứng. Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết dự thảo luật có quy định đối tượng nộp thuế chịu trách nhiệm về hồ sơ, hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu thể hiện rõ, cụ thể hơn. Giai đoạn vừa qua gian lận thuế VAT lớn nên cần quy định chặt và minh bạch để bảo vệ người nộp thuế, cán bộ thuế, ông Hồ Đức Phước nói. Cũng theo dự thảo luật, chính phủ đưa ra mặt hàng phân bón vào diện đánh thuế VAT 5% thay vì không chịu thuế như hiện nay. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đồng tình khi đưa phân bón vào diện chịu thuế. Thưa ông, việc này sẽ khắc phục bất cập lâu nay là ảnh hưởng tới cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất phân bón khi không được khấu trừ hoàn thuế VAT đầu vào. Tuy nhiên, ông Tùng băn khoăn khi mặt hàng phân bón từ diện miễn thuế thì nay được chính phủ đề xuất đưa vào diện chịu thuế VAT 5%. Ông đề nghị làm rõ cơ sở đưa ra mức thuế suất 5% với mặt hàng này. Ở khía cạnh trên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thấu đáo về mức thuế suất nên áp 5% hay 0% với phân bón. Tính toán đưa vào diện chịu thuế là đúng rồi, rất phù hợp, nhưng nên để thuế suất là 5% hay 0%, phân tích thấu đáo hơn để tăng tính thuyết phục khi sửa luật. Ông lưu ý. Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước nói mức thuế 5% được cơ quan soạn thảo đưa ra chủ yếu dựa trên phân tích tác động của biến động thị trường thế giới. Ông cho hay chính phủ sẽ giải trình cặn kẽ hơn về mức thuế này. Theo chương trình, dự thảo luật thuế VAT sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 của năm nay. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Theo quy định hiện nay của chính phủ, hàng nhập khẩu giá trị nhỏ là dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT đầu vào, khâu nhập khẩu. Còn quà biếu, quà tặng cũng được miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định 134 hướng dẫn luật thuế suất nhập khẩu. Thẩm tra nội dung này, ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng chính phủ nên cân nhắc bỏ quy định miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ, nhất là qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới. Hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu, ông Mạnh nói. Vì thế, cơ quan thẩm tra cho rằng việc nghiên cứu bỏ quy định này, tức thu thuế VAT với hàng nhập giá trị nhỏ qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới, sẽ tạo ra điều kiện mở rộng và bao quát các nguồn thu trong bối cảnh hạn chế về ngân sách hiện nay. Ông phân tích, trước đây lượng hàng có giá trị nhỏ nhập khẩu không nhiều nên tác động không đáng kể tới số thu thuế. Tuy nhiên, sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, xu hướng tiêu dùng ở nhiều nước cho thấy, lượng giao dịch này đã tăng gấp nhiều lần thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách dẫn số liệu của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông VNPT cho thấy, tại tháng 3 năm 2023, trung bình mỗi ngày có 4 đến 5 triệu đơn hàng được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong đó, giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Bình quân mỗi ngày, giá trị hàng luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, TikTok
khoảng 45 đến 63 triệu đô la Mỹ và một tháng là 1,3 đến 1,9 tỷ đô la Mỹ. Theo quy định hiện nay, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ không thuộc diện chịu thuế VAT. Ở lần sửa đổi này, chính phủ không đưa ra mức doanh thu chịu thuế cụ thể. Cho ý kiến, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị chính phủ tính toán để đưa ra mức doanh thu tính thuế cụ thể, dựa trên các yếu tố như thu nhập bình quân đầu người đã tăng hơn 2 lần so với năm 2013, thời điểm ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng được xây dựng. Cùng quan điểm, ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói, việc chính phủ đưa ra mức doanh thu tính thuế cụ thể thay vì quy định mở như tại dự thảo luật sẽ đảm bảo minh bạch, công bằng cho đối tượng chịu thuế, hộ, cá nhân kinh doanh. Việc kéo dài thời gian giảm thuế VAT 2% là hết sức cần thiết để hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phục hồi, phát triển, xây dựng. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, song song với việc giảm thuế, phí, cần phải quan tâm đến đơn giản, minh bạch các thủ tục hành chính. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nghị quyết số 43/2022/QH15 về hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT đã triển khai 2 năm qua, mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho doanh nghiệp, người dân. Hiện nay, chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đang được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2023 cho hàng hóa, dịch vụ, ngoại trừ các nhóm hàng gồm viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Mục tiêu của chúng ta là dùng chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế để đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch 5 năm từ 6,5 đến 7%. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai, mục tiêu đó mình có đạt được nhưng chưa trọn vẹn, đại biểu Trần Hoàng Ngân đánh giá. Cũng theo đại biểu Ngân, hiện Quốc hội đang có ý kiến thảo luận kéo dài việc giảm 2% thuế VAT đến hết ngày 30 tháng 6 2024 bởi phát sinh yếu tố mới sau khi ban hành nghị quyết 43 là cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tác động của cuộc xung đột này cũng nghiêm trọng như đại dịch COVID-19 vì nó cũng gây đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người lao động do thương mại toàn cầu suy giảm, đầu tư quốc tế suy giảm, kéo theo các đơn hàng suy giảm và số lượng doanh nghiệp giải thể tăng cao. Người lao động giảm thu nhập, mất việc làm. Những yếu tố này chưa được lường trước trong nghị quyết 43. Do đó, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, người yếu thế, chúng ta nên kéo dài gói hỗ trợ, đó là điều phù hợp với thực tiễn, đại biểu Ngân phân tích. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cho rằng, việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng có tác dụng kích cầu nhất định, bởi khi giảm thuế VAT, người tiêu dùng sẽ được mua hàng với giá thấp hơn, qua đó có tác dụng kích cầu, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi, và khi doanh nghiệp hưởng lợi thì phần thuế của doanh nghiệp nộp cho nhà nước cũng tăng lên. Tuy nhiên, theo đại biểu Nga, dù kéo dài việc giảm thuế thêm 6 tháng hay lâu hơn nữa thì đây cũng chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt, bởi về lâu dài, theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, điều doanh nghiệp cần nhất chưa hẳn là hỗ trợ bằng tiền hay các chính sách thuế, phí mà là sự hỗ trợ về thủ tục hành chính.